Xin kính chào quý vị và xin chào các bạn. Thú vị, hôm nay là ngày 20 tây tháng 9 năm 2021. Ngọc xin chia sẻ một số cái thông tin liên quan đến ba cái nội dung sau đây. Thứ nhất là chính phủ Mỹ họ đòi lại tiền trợ cấp thất nghiệp một phần hoặc là tất cả những cái số tiền mà họ đã cho mình rồi, bây giờ người ta đòi lại. Cần phải làm gì khi mà mình rơi vào cái trường hợp như vậy? Ngọc sẽ cập nhật cho quý vị một chút xíu những cái tin liên quan đến cái gói 3.500 tỷ, những cái chương trình thuế dành cho trẻ em cho năm 2020 và những cái chương trình mở rộng gia hạn đến năm 2025. Những trường hợp không có số social thì sẽ ra sao? Thì Ngọc sẽ trả lời và cập nhật cho quý vị trong cái video này. Ngọc xin mời quý vị theo dõi cái video này và chúc quý vị có một ngày vui vẻ. Đối với cái tiền trợ cấp thất nghiệp đó quý vị, thì dạo gần đây 2-3 ngày gần đây nè, Ngọc có đọc một số comment và cũng có một trường hợp bạn này là nói rằng là người ta đòi lại của những cái tuần của năm 2020, và có một bạn là người ta đòi lại hết tất cả những cái số tiền mà người ta cho bạn này, bây giờ người ta đòi lại hết 100% luôn. Thì khi mà Ngọc đọc cái tờ báo của ngày hôm nay thì Ngọc nhớ lại cái comment này, cho nên là Ngọc muốn chia sẻ cho quý vị để quý vị biết và tự bảo vệ cái quyền lợi của mình. Đòi lại một phần hay là đòi lại hết thì có những cái lý do, ví dụ như là bây giờ bên sở thất nghiệp họ dùng những cái hệ thống nó cũ kỹ lắm rồi, outdated system, rồi khi mà người ta xét đơn như vậy thì cái hệ thống nó có lỗi, lỗi không phải của mình mà lỗi do hệ thống, và người ta cho mình cái tiền trợ cấp thất nghiệp đó, người ta duyệt đơn của mình, nói mình đủ điều kiện rồi cho tiền rồi, bây giờ khi mà mọi thứ nó được cải thiện một chút xíu, họ update cái hệ thống của họ, rồi nhân viên họ rảnh rỗi một chút xíu, tại vì cái mùa quá tải nó qua rồi đúng không, thì người ta coi lại cái hồ sơ của mình, đùng một cái, ok, anh chị bị cái thư overpayment gửi về nhà. Thì khi mà anh chị nhận được cái thư overpayment này, đừng có quá lo lắng mà anh chị hãy đọc và coi thử cái ngày deadline trong cái thư đó để mà mình appeal, mình xin kháng cáo là cái ngày nào, và quý vị phải làm cái điều này trước cái ngày hạn chót deadline nha. Còn nếu như quý vị bỏ qua cái deadline thì coi như quý vị đồng ý là trả lại tiền cho người ta. Thì bây giờ Ngọc lấy ví dụ ở tiểu bang Virginia, quý vị có quyền làm một cái appeal. Thì trong cái thư overpayment đó, nó luôn luôn kèm theo một cái hướng dẫn là quý vị có thể appeal, xin người ta kháng chiếu, xin kháng chiếu, xin người ta xem lại cái hồ sơ của mình. Thì quý vị có thể là gửi fax hoặc là gửi về cái địa chỉ, đối với tiểu bang Virginia thì quý vị gửi về cái fax số này và địa chỉ này, và quý vị có thể vào cái đường link này tìm hiểu thêm. Thì cái quyền mà xin kháng chiếu của là mình có thể làm được, và khi mà mình xin như vậy á, thì mình cung cấp tất cả những cái hồ sơ thuế, những cái giấy tờ gì cần thiết là chứng minh là mình có cái công việc đó, và mùa dịch nó ập tới cho nên là mình phải nghỉ cái công việc đó và mình phải xin tiền trợ cấp thất nghiệp trong cái thời gian đó nọ kia. Thứ hai là quý vị phải cho người ta biết là mình không có khả năng trả nợ, và cái lỗi là không phải lỗi của mình. Nếu như quý vị cố tình để quý vị xin tiền trợ cấp thất nghiệp thì đó là gọi là gian lận, mà đã gian lận rồi thì không có chuyện là người ta sẽ cho mình những cái quyền gọi là cái overpayment waiver. Thì bây giờ appeal ha, quý vị làm appeal rồi, hoặc là quý vị điền một cái đơn để mà mình yêu cầu người ta xóa những cái khoản nợ overpayment này đi. Thì nó sẽ có nhiều cái trường hợp xảy ra. Thứ nhất là lỗi không phải do mình, thì làm gì mà mình phải trả lại cho người ta, đâu phải lỗi do mình đâu, mình khai thật hay đúng, cái gì mình có gì mình khai đó mà, đúng không? Rồi bây giờ một số cái trường hợp là gì, mình tiêu hết cái số tiền này rồi và mình không thể nào có khả năng trả lại với cái số tiền là 5.000, 10.000, mười mấy ngàn như vậy. Đùng một cái tiền đâu ra, tiểu tiên xài hết rồi. Thà không cho ngay từ đầu thì mình biết mình liệu cơm gấp mắm, đúng không quý vị? Đó, thì bây giờ quý vị có hai sự lựa chọn, appeal hoặc là request overpayment waiver. Đó, đây là cái ví dụ của thủ phủ Washington DC. Một số tiểu bang là người ta không có cái waiver này quý vị nha. Ví dụ như Texas. Texas thì Ngọc không biết là có hay không, nhưng mà Ngọc không tìm ra. Tại vì cũng có một số anh chị hỏi Ngọc đó. Thì trong cái video này Ngọc đưa ra một cái ví dụ. Một người ở Missouri thì người ta bị đòi lại là 4.500 ha. Và người này thì người ta nói là tiền đâu mà trả. Đó,
Rồi có một người nữa là người ta đòi lại 4.620 đồng. Ví dụ như là người ta cho mình 10.000, người ta đòi lại là 4.620 đồng như vậy. À, cũng có một số anh chị coi kênh của Ngọc và comment cái trường hợp cụ thể của họ, và Ngọc cũng thấy là nó khá là trường hợp với những cái số này, và những cái overpayment này quý vị nhiều lắm chứ không phải ít đâu. Tại vì bên Accountability Office họ nói rằng là có 12.9 tỷ, gần 13 tỷ đồng đã gọi là thất thoát cho cái overpayment này, và trong đó là nó chiếm 2%, tức là cái số người mà bị đòi tiền lại nó chiếm 2% chứ không phải ít đâu quý vị. Ví dụ như là cả triệu người, bao nhiêu triệu người đó quý vị, nhân 2% lên là một cái con số không nhỏ ha. Đó, rồi bây giờ nhiều người á, là người ta bị đòi, ví dụ như là đòi từ tháng tháng 3 đến tháng 5 thôi, người ta đi làm lại cái người ta bị đòi lại cái những cái tiền này ha. Có nhiều người người ta ăn tiền trợ cấp thất nghiệp đến tháng 9 năm 2021 luôn, cái đùng cái người ta bị đòi lại trong cái khoảng thời gian mà mở cửa trở lại sùm nè quý vị. Đó, trong cái khoảng thời gian cuối tháng cuối năm 2020 rồi đầu năm 2021 gì đó, người ta bị đòi lại vân vân. Thì rất là nhiều trường hợp quý vị phải biết cái quyền của mình, để quý vị nhiều khi mình phải có những cái cuộc phỏng vấn rồi mình phải trình bày cho người ta nọ kia. Nhiều người á, người ta đồng ý trả lại, người ta nói trả lại cho khỏi nhức đầu, nhưng mà họ cũng muốn là làm appeal để mà minh bạch được cái sự gọi là cái thật lòng của mình đó quý vị. Mình không có khai gian mà tại sao lại đòi lại cái overpayment. Nhiều người người ta chỉ muốn vậy thôi, muốn cái hồ sơ của mình trong sạch thôi, chứ người ta cũng không có muốn lãnh cái số tiền đó làm gì. Bây giờ muốn đòi thì bây giờ trả lại. Nhiều người á, có một chị trường hợp trong cái kênh của Ngọc thì Ngọc xin phép giấu tên, nhưng mà chị này chỉ có tâm sự với Ngọc á, là chỉ lãnh tiền trợ cấp thất nghiệp đúng không, và chỉ dành một số phần trăm nào đó trong cái số tiền trợ cấp thất nghiệp đó, chỉ đi may mass, đi donate cho rất là nhiều nơi, rồi đùng cái người ta đòi lại tiền. Và chị này hồi giờ không xin bất kỳ cái chương trình nào của chính phủ, chỉ cái đợt này là chỉ xin tiền trợ cấp thất nghiệp. Đòi lại tiền thì bây giờ ok, chị có thể trả lại, nhưng mà trước khi trả lại á, là chị phải muốn là cái hồ sơ của mình phải minh bạch, mình không hề gian lận chút nào. Đó, cho nên là nhiều cái trường hợp nó kỳ lạ như vậy đó quý vị. Rồi bây giờ đối với cái gói 3.500 tỷ đó, thì Ngọc muốn chia sẻ cho quý vị một số cái thông tin cập nhật như thế này. Hai cái nhân vật rất là quan trọng hiện giờ đó là ông Thượng nghị sĩ Joe Manchin và Kyrsten Sinema. Hai người này gọi là cái roadblock, và đặc biệt là ông Joe Manchin đối với cái gói 1.900 tỷ mà đã ký rồi đó, cái gói cứu trợ đợt 3 đó quý vị. Joe Manchin cũng là một cái người cản trở cái gói này, và sau khi mà mọi thứ tiền trợ cấp thất nghiệp giảm từ 400 giảm xuống còn 300 đô mỗi tuần á, thì cuối cùng cũng được thông qua đúng không? Thì cái đợt đó, nhớ lại cái đợt đó, thì trước cái ngày bỏ phiếu cho cái gói 1.900 tỷ này á, là Tổng thống Biden có gọi Joe Manchin và cũng vang những cái lời lẽ không hay ha giữa hai bên. Đây nè quý vị. If you don't come along, you really F me. Ok, F F in me. Thì đó, thì quý vị thấy đó là một cái câu nói chung là nói tục á ha. Thì đó, đó là cái gói 1.900 tỷ. Cũng phản đối, cũng chống, nhưng cuối cùng cũng bỏ phiếu và cũng thông qua. Thì bây giờ cái lịch sử có được lặp lại hay không trong cái gói 3.500 tỷ này? Thì hiện giờ tuần vừa rồi á, thì Tổng thống Biden cũng có gặp hai người, Thượng nghị sĩ Sinema và Thượng nghị sĩ Joe Manchin. Thì sau cái cuộc gặp này á, thì Tổng thống Biden là nói là yes, rất là tự tin là hai thượng nghị sĩ này sẽ ủng hộ cái Build Back Better Plan của ông. Nhưng mà hiện giờ những cái bài báo họ chia sẻ thì thượng nghị sĩ Joe Manchin vẫn nói là ông không có ủng hộ cái gói 3.500 tỷ to bự như vậy. Thì bây giờ một cái câu hỏi đặt ra là gì quý vị? Liệu cái mức 3.500 tỷ này sẽ được hạ thấp xuống? Ví dụ như là ông Joe Manchin muốn 1.000, 1.500, bây giờ ở cái mức đó thì có thể là họ sẽ giảm xuống còn 2.000 tỷ chẳng hạn ha. 2.000 tỷ, trời ơi, 2.000 cũng khó kiếm, nói tiền tỷ không à, chóng mặt quá. Đó, còn ông Sanders thì sao? Sanders thì hiện giờ vẫn nói là bây giờ
Trời ơi, 3.000 tỷ mà nhiều gì? Đó, tôi đã giảm, tôi đã compromise, tôi đã thỏa hiệp rồi, thỏa hiệp từ 6.000 giảm xuống 3.000 tỷ là hết cỡ rồi, làm gì có mà giảm xuống ngàn tỷ nữa. Cho nên là hiện giờ họ cũng vẫn đấu đá lẫn nhau. Và một đặc biệt cái điều mà hiện giờ quý vị đang thắc mắc là cái tiền child tax credit cho năm 2020 á, là tại sao lại lại không có nhận được cái tiền của tháng 8, tháng 9 hoặc là không nhận được luôn cái tuần nào hết, cái tháng nào hết. Thì bây giờ quý vị hãy vào trang của IRS và quý vị vào cái trang CTC Up Portal, Child Tax Credit Update Portal, thì quý vị vào đó, quý vị coi thử mình có track được cái payment của mình hay không. Tại vì hiện giờ đó, Ngọc chỉ có thể trả lời cho quý vị là quý vị phải đợi thêm, hoặc là cùng lắm là sang năm 2022, quý vị khai thuế năm 2021, rồi quý vị nhận lại luôn một lần. Thì hiện giờ rất là nhiều, thậm chí nhiều người còn chưa nhận được cái tiền refund, cái tiền hoàn thuế của họ nữa. Cho nên là thật sự hiện giờ Ngọc không thể nào trả lời những cái câu hỏi này. Hãy vào cái CTC Up hoặc là coi lại những cái video cũ cho Ngọc nha. Tại vì nếu như mà có dẫn chứng, có cái thông báo cụ thể thì Ngọc sẽ trả lời. Có thể là mạnh miệng trả lời. Bây giờ những cái gì toàn là mỗi cái hồ sơ nó mỗi khác mà quý vị, cho nên là Ngọc đâu có thể nào mà Ngọc trả lời chắc như đinh đóng cột cho quý vị được. Thà mình không biết thì mình nói không biết, chứ không biết mà làm ta ra vẻ ta đây cái gì cũng có thể trả lời được thì nhiều khi anh chị cũng hơi khó chịu đúng không? Thì Ngọc cũng xin nói thẳng như vậy. Đối với những anh chị nào mà đang quan tâm đến cái chương trình tín dụng thuế dành cho trẻ em gia hạn đến năm 2025, thì hiện giờ bên đảng Dân Chủ họ cũng muốn cái điều này và họ họ không nói là mãi mãi nha, họ chỉ nói đến năm 2025 thôi, và nó có trong cái gói 3.500 tỷ. Và hiện giờ người ta có muốn thay đổi một chút xíu là những em nào mà không có số social. Hiện giờ cái luật hiện giờ của năm 2021 á, là ba mẹ không có số social nhưng mà con có số social thì những em đó vẫn được. Nhưng mà cái luật năm 2025, tức là gia hạn tới năm 2022, 23, 45 á, thì người ta cho những em mà không có số social, ba mẹ không có, con cũng không có, vẫn được cái số tiền này như thường. Đó, trong luật hiện tại thì ba mẹ không có nhưng mà bắt buộc con phải có thì mới được. Con không có thì con không được. Nhưng mà những cái luật gia hạn cho những cái năm sau hiện giờ dự luật á, cái dự luật này chưa ký, tại vì cái gói 3.500 tỷ chưa ký, cho nên là Ngọc cũng muốn chia sẻ cho quý vị. Quý vị nghĩ như thế nào về những cái điều này, gọi là undocumented children mà sống lớn lên, sinh ra và lớn lên ở Mỹ đó thì cũng được cái số tiền này, thì Ngọc chỉ muốn chia sẻ thông tin thôi quý vị nha. Và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt và rất mong quý vị sẽ ủng hộ kênh của Ngọc bằng cách like, share và đăng ký quý vị nha. Bye bye now.